Kiều Linh ơi, không biết là bình thường ở nhà mấy đứa nhỏ em là có hay thích uống trà sữa Trân Châu? Dạ đâu phải mấy đứa nhỏ đâu chị, em cũng là một cái fan của trà sữa Trân Châu. Ủa vậy hả? Mà sau này nó có cái vụ mà sữa tươi Trân Châu đường đen đó. Đó. Đây, chị đi tập kịch. Chị đi tập kịch mà nguyên cái nhóm kịch của chị. Dạ. Ngày nào vô chưa có tập gì hết trơn là cũng một lượt trà sữa Trân Châu đường đen. Với lại chị biết sao không? Nhờ cái chuyện giống như mình làm việc mà mệt mệt đó, có một chút xíu ngọt ngọt vô cái mình khỏe á. Rồi thêm nữa cái Trân Châu của nó đó mà nó tẩm đường đen đó. Sực cái ngồi nhai 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 cái thấy nó vui miệng đó. Cái là được cái nhai hoài luôn. Vậy là mấy đứa nhỏ nhà thích ăn luôn. Và cả nhà em, dạ. Gia đình ta cùng Cùng uống trà sữa Trân Châu. Tuyệt vời, ngon, khỏe. Tất cả những gì Kiều Linh chia sẻ đều đúng hết. Nhưng sao nhưng thì? Nhưng cái gì nhưng mà nhấn mạnh dữ vậy? Trà sữa, đặc biệt là Trân Châu. Uống trà sữa Trân Châu phải uống bằng cái ống hút bự đúng không? Đúng rồi, cái hộp Trân Châu nó mới vô được. Ống hút nhỏ hút không được. Đúng rồi, cái Trân Châu nó bự mà chị. Rồi sao? Trà sữa, cái cục Trân Châu và cái ống hút bự có thể gây chết người. Chị lúc nào cũng làm quá vấn đề lên á. Uống trà sữa thôi mà chết người. Được rồi, tôi không nói uống trà sữa chết người. Chị mới nói gì? Tôi nói là cái ống hút bự. Ống hút bự với cái cục Trân Châu gây chết người. Ủa là sao em không hiểu? Trời ơi, em quá chủ quan. Bây giờ chị sẽ cho em xem cái clip này để coi coi em còn thích uống trà sữa Trân Châu và em cho con em uống thoải mái nữa hay không nha. Xin mời quý vị và Kiều Linh theo dõi đoạn clip sau đây. Bác sĩ Phan Xuân Trung hiện công tác tại Trung tâm Y khoa Medic, vừa có một bài viết trên trang cá nhân thu hút cộng đồng mạng và nhiều bậc phụ huynh. Theo bài viết, bé gái 11 tuổi là con của đồng nghiệp vừa qua đời bởi một lý do khó chấp nhận, đó là hốc hạt Trân Châu. Do sử dụng ống hút cỡ lớn thường dùng trong trà sữa, cộng với việc hạt Trân Châu mắc kẹt trong ống hút, bé hút mạnh làm hạt Trân Châu bay thẳng vào cuống họng, khiến bé không thể hít vào hay thở ra. Mẹ bé đã mất bình tĩnh và dù đã thử cứu con nhưng bất thành. Câu chuyện trên khiến nhiều người giật mình và không khỏi xót xa. Cái ống hút đó, cái nòng của nó rộng, cho nên khi mà hút cái hạt Trân Châu đó, nó tạo thành một áp lực mạnh và nó sẽ bắn cái viên Trân Châu cùng với lại cái nước trong đó nó bay thẳng vào trong họng. Và khi mà nó bắn vô như vậy thì nó sẽ gây hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nước nó sẽ tràn ngập ở trong cái phế quản, cái đường thở, nó tạo ra một cái phản xạ khép thanh môn. Cái thứ hai nữa là cái hạt Trân Châu đó nó như là một cái dị vật dính, nó sẽ vô trong đó nó gây nghẽn tắc và như vậy thì cái đường thở nó rất là khó khăn. Tháng trước, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận một bé 11 tháng tuổi trong tình trạng hôn mê do hốc rau câu. Theo lời kể của gia đình, lúc đang ăn rau câu thì bé bị sặc, tím tái toàn thân. Người nhà đã đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Lúc này đồng tử hai bên của bé đã giãn, không còn phản xạ thần kinh. Bé được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 2, tuy nhiên bé đã tử vong sau đó. Một bé trai 5 tuổi khác cũng gặp trường hợp tương tự, được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu nhưng quá muộn, không thể qua khỏi. Theo các bác sĩ, những trường hợp hốc thức ăn có nguyên liệu từ bột dẻo khó xử lý hơn nhiều so với các trường hợp khác. Do tính dẻo nên thức ăn sẽ bám và khít đường thở, khiến trẻ không thể thở được. Cái Trân Châu của mình mà làm từ có thể là bột gạo, bột năng, thì lúc mà mình làm ra đó, mình làm ra mới đó, thì nó rất là dính. Bản chất nó là dính, có thể làm keo hồ được. Đối với những đứa trẻ thì đường thở của nó nhỏ, chỉ cần một cái vật nhỏ thôi đã làm cái đường thở nó bích. Đối với người lớn thì đường thở mình lớn thì cái vật đó đi vô thì nó vẫn còn một cái phần có thể thở được, nhưng mà đường thở của những đứa trẻ nó rất là nhỏ. Ngoài ra trẻ còn dễ bị hốc các loại hạt trái cây, các thức ăn nhỏ như nho, kẹo dẻo, đậu, thạch dừa. Các bé nhỏ hơn thì có nguy cơ bị sặc sữa, sặc cháo, sặc nước do ăn dội, uống nhiều hay bất chợt ho, hắt xì. Đây là các tai nạn cực kỳ nguy hiểm, thường xảy ra ở trẻ trong khi ăn, mà nếu không xử lý kịp thời sẽ bị đe dọa đến tính mạng. Còn một số cái tình huống mà gọi là vô ý, tức là do ăn uống, thì ăn uống nó hay gặp cái tình huống là trẻ đang ăn mà trẻ đùa giỡn, cười đùa ha, mình đang ăn nhưng mà lại nói chuyện rồi cười đùa rồi, hoặc là những đứa trẻ nó đang ăn với nhau, cái bạn nó lại chọt lét nó cái thì nó sẽ sặc. Thì những cái tình huống đó là mình phải hướng dẫn, mình dạy cho trẻ dự phòng trước, chứ không phải là mình để nó xảy ra rồi mình xử lý thì nó rất là khó. Chưa, trời ơi, nguy hiểm dữ vậy hả chị Tường? Em không coi tin tức nên em không biết, thấy chưa? Là cái người mẹ là có kinh nghiệm luôn, là bác sĩ luôn mà vẫn không cứu được con của mình. Cái hút Trân Châu đúng không? Đúng rồi. Thì nó hút có nhiều khi là cái nó nghẹt ống hút nữa. Ống bự cái hột Trân Châu nó to. Cái ráng phục lên luôn. Nó hút vô. Nó nghẹt vô luôn.
À, là ý chị nói là do mình hút mạnh quá, cái là cái chân trâu nó tọt vô luôn. Nó tọt vô rồi nó ngẹn. Nó ngẹn, à, bị hốc á, bị hốc á. Bởi vậy em nói mấy đứa nhỏ nhà em đó, nó hút mà cái nghe nó rột không à, mình không có để ý. Đúng đó, rồi. Tại vì mình nghĩ chuyện bình thường mà, cũng giống như uống ly nước thôi, đâu có gì đâu. Mà giờ nghe chị nói, em cũng có nghe phong phanh á, thông tin á, có mấy cái ca trong bệnh viện Nhi Đồng cũng do hốc. Em ăn cơm có khi nào em bị sặc không, em bị hốc không? Nếu mà ăn vội mình á, ăn vội quá đó, nhiều khi mình sặc một cái là mình cũng tím tái mặt mày. Nhưng mà mình lớn, mình cố gắng, mình có sức á, mình nuốt mạnh vô, mình làm mạnh hoặc mình làm cái gì đó. Nhưng mà nhiều khi con nít nó không có xử trí được, người lớn nhiều khi còn phải tím tái nữa, huống chi là con nít. Mà con nít á thì cái nó ăn uống nó không ý thức, nhiều khi nó cười giỡn, nó vậy, nó nhai không kịp, nó nuốt không kịp, hoặc là có những cái món ăn nó ăn giống như là cái trà sữa chân trâu vậy đó, là nó hút thì nó không có kiểm soát được. Ví dụ ngon quá nó cứ hút như không ngờ cái lực, đến lúc mà lúc đầu nó bị nghẹt ống hút, nhưng mà nhiều khi nó thông một cái rồi là nó vô cái lực luôn. Nó quá mạnh thì đứa nhỏ nó sẽ bị hốc ngay đó. Và những cái ca như vậy thì những đứa bé nó không có đâu có xử lý gì được, mà ngay cả phụ huynh mình ở bên cạnh luôn, người lớn mình thấy cảnh đó cũng không xử lý được thì dẫn đến tử vong. Tại vì thường mà khi có một cái sự gì chỉ nó bất ngờ quá nó xảy ra mình sẽ bị rối chị, đúng không? Cái là mình không có xử trí nhanh được. Nhưng mà nào bây giờ thì em nghe nói là hốc xương có nè, rồi ví dụ như hốc những cái gì đó mà nó có cái vật nhọn thì nó nguy hiểm, nó tính mạng. Còn cái này hốc chân trâu thôi mà cũng gây tử vong, thật sợ thiệt đó chị. Thế em nghĩ là cái trà sữa chân trâu đó với lại cái ống hút lớn đó nó không phải là cái sự đáng sợ, mà bây giờ là cái cách của mình đó chị, mình phải uống như thế nào. Mấy cái hồi xưa đó, lúc mà chưa có cái chân trâu này cũng có mấy cái thạch đồ đó, em nhớ không đó? Cái thời thạch dừa mà mấy cái đó nó rất là, tại vì á nó là cái chất bột, mà cái bột á nó khi mà nó dướng lại á, nó dướng ghê lắm. Mà lúc đó mình ví dụ mình có khạc, mình có vỗ nó cũng không ra. Tại vì thường chị thấy là những cái mà sơ sơ mà các mà chúng ta đều biết cái cách á, là một là chúng ta sẽ là vỗ ngực nè, đúng không? Rồi vỗ lưng, vỗ lưng nè. Rồi nhiều khi là kêu nhỏ cúi xuống rồi ráng nó con vỗ cho nó ra. Nhưng mà chị thấy mà mấy cái mà dạng bột á, thạch dừa nè, rồi chân trâu nè, đó thì chị thấy là nó có chất bám nó lâu lắm, nó dướng. Tại vì em nghĩ là dẻo vô nó sẽ dướng ngay cổ, và khi đó nó không ra được. Nếu như vậy thì tất cả các bậc phụ huynh mình như phải trang bị kiến thức để mà khi mà có những cái tình huống rủi ro mà nó xảy ra như vậy á, thì mình sẽ làm như thế nào. Mặc dù đây hai bà mẹ nói đây chứ chưa chắc mình đã biết làm. Bây giờ chị chỉ đó. Em đi chị ơi, chứ chị ở nhà hả? Em tụi nhỏ nó uống chân trâu dữ lắm, chị chỉ em đi, lỡ mà có sự cố vậy thì mình phải làm sao? Chị hả? Dạ. Thôi để bác sĩ chỉ đi. Dạ. Xin mời quý vị chúng ta sẽ theo dõi thêm một clip sau đây ạ. Những trẻ em sơ sinh hay là những trẻ nhỏ mà bỏ lên tay được thì chúng ta phải úp nó cho cái đầu của nó, cái miệng của nó xuống dưới đất, vỗ lưng để cho nó tống tháo cái dị vật, cái chất sặc đó ra. Còn nếu như mà là người lớn, trẻ lớn thì người ta dùng cái biện pháp gọi là nghiệm pháp Heimlich. Heimlich là phương pháp làm cho cơ hoành đẩy mạnh lên, khiến cho dị vật thoát ra khỏi đường thở của nạn nhân, giúp cho họ thở lại được. Cách thực hiện: đứng đằng sau, vòng cánh tay xung quanh thắt lưng, ngã người về phía trước một chút, vị trí bàn tay ngay trên rốn, giật cứng vào bụng với một lực đẩy như thể cố gắng để nhấc người lên. Thực hiện tổng số là 5 lần, nếu tắc nghẽn vẫn không cải thiện, lặp lại chu kỳ. Nếu một người bị bất tỉnh, hãy thực hiện cấp cứu tim phổi. Nó cũng có cái chiêu để ngay cái bụng này nè, đó vô cái phần ngay cái lỗ rúng này nè, nhấn vô cúi xuống rồi hất nó lên, giống như mình đẩy nó lên thì nó tạo một cái lực nén cho nó phật ra đó. Được. Nhớ nha, không bởi vậy phải trang bị kiến thức, nhất là những bà mẹ mà con nhỏ đó, nhớ nha quý nhưng vị mà nha. Nói lý thuyết không chưa có được, phải thực hành. Bây giờ tối nay về mua trà sữa chân trâu cho ổng uống, cho ổng nghẹn đi đó, rồi kêu ổng cúi xuống rồi mình nhấn vô cái lỗ rúng mà ổng, rồi mình hất ổng lên. Không, em sẽ làm ngược lại để ông đi sớm lấy chồng mới. Dẫn chơi cho vui vậy thôi. À, quý vị ơi, nhất là những bà mẹ đang có con nhỏ nha, mình phải coi kỹ cái đoạn clip hồi nãy để có những cái tình huống không hay xảy ra thì mình vẫn đầy đủ kiến thức để mình sơ cứu cho bé, để đừng tránh những cái chuyện đáng tiếc xảy ra. Và không chỉ là quý vị đâu, ngay cả Kiều Linh cũng vậy và chị Cát Tường cũng vậy, cũng phải học, đúng không chị? Đúng rồi. Chứ có chuyện gì là mình trở tay không có kịp. Dạ, đó. Lúc đó mình rối rồi. Rồi con dạ. Mình nữa đi. Nói không phải là mình nói vậy, tự nhiên là mình không cho có ăn uống trà sữa thì không đúng. Chỗ mấy chỗ bán trà sữa coi clip này chửi hai chị em mình chết. Đây quan trọng là cách ăn uống như thế nào, và quan trọng là cách mà những người lớn phải theo dõi sát con em của mình khi mà con mình ăn uống, nhất là vừa ăn uống mà vừa vui chơi, vừa giỡn đó, là những cái đó nguy hiểm lắm. Hoặc thậm chí bây giờ mấy đứa nhỏ cứ ôm iPad đồ ăn, cứ đút ăn liên tục để mà cho nó mà mình không có quan sát, rồi nó không có chú tâm vô cái chuyện ăn. Mình đút lên hai thì nhiều khi
trật một cái gì thôi là nó cũng sẽ dẫn tới là bị hóc. Giống như chị em chúng tôi nói đây thì cười vậy, nhưng thật sự cái chuyện mà hóc hóc dị vật đối với em bé là một điều rất nguy hiểm, và trong thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều cái tai nạn thương tâm và đáng tiếc xảy ra. Cho nên để mà phòng chống và ngăn ngừa những cái điều này, những cái điều đáng tiếc này, thì các bậc phụ huynh, những người lớn phải đặc biệt lưu tâm và chú ý đến con em mình khi mà đang tuổi ăn tuổi lớn và đang ăn uống mà có sự vui chơi, thì phải có cái sự giám sát của gia đình để khi mà xảy ra tình huống gì thì chúng ta có cách xử lý kịp thời, đưa đến bệnh viện hoặc là trạm xá hoặc là những cái nơi nào mà gần nhất để mà có thể sơ cứu được cho các bé, để không có dẫn đến cái tình trạng là các bé nó ảnh hưởng đến cái tính mạng, thì điều đó là điều thật sự rất đáng tiếc. Cảm ơn Kiều Linh rất là nhiều. Mỗi lần mà em đến phim trường của Ghế Nóng là phim trường nó nóng lên và hai chị em mình bàn luận hình như nó rất là hợp và rất là rôm rã. Kiểu như hai đứa mình thêm con vịt nữa thành cái chợ đó. Đó đúng rồi, hai phụ nữ với thêm con vịt mà em với chị là miệng thôi, khỏi nói rồi. Cho mình khỏi con vịt luôn, không cần con vịt không luôn. Cần. Hy vọng là sẽ gặp lại Kiều Linh trong những cái chuyên đề sau nữa cũng rất là hấp dẫn như ngày hôm nay. Cảm ơn Kiều Linh rất là nhiều, và một lần nữa cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin chào.